Âm nhạc bắt đầu. Mời quý vị theo dõi bài thi của một số nhóm ở thể loại đương đại. Ngọc Trân bước lên phía trước. Sao em lại khóc? Dạ em run mà. Cái gì em thấy thời đại đương đại này em, ở một các bạn em quen trong nhóm khác cũng thời đại đương đại này và đã chia tay với chương trình rất là nhiều nên em rất là sợ. Thì trong phần thi của Trân thì ở vòng nào Trân cũng làm hết sức hết mình. Và em luôn luôn mang lại một sự máu lửa rất là lớn. Nhưng mà chị muốn Trân phải nghĩ kỹ hơn. Là một người vũ công chơi sân khấu, mình phải biết kiềm chế thế nào là tới đâu là đủ và như thế nào là thiếu. Đúng là như cái suy nghĩ của em, lần này thì em chưa đủ, mà chị hy vọng rằng là năm sau em sẽ tốt hơn. Hẹn gặp lại em sang năm. Ngọc Trân đã dừng bước ở vòng thi nhóm. Bốn bạn còn lại cũng phải đối diện với những nhận xét nghiêm khắc từ giám khảo. Thì trong cái bài biên đạo này thì các bạn biên có cảm xúc và mang lại được cái cảm xúc cho khán giả. Tuy nhiên là chị không muốn thấy rằng là khán giả sẽ nghĩ rằng là cứ múa đương đại là phải thiệt là buồn, hoặc là múa đương đại là luôn luôn là đau khổ trong tình yêu, hay là thất vọng trong tình yêu, hay là một sự đau đớn nào đấy. Thì như thế là các em chưa hiểu hết về tình yêu và về cái cảm giác của múa đương đại khi nói tới tình yêu. Thì ở trong này thì chỉ có một bạn là Lê Ngọc Sơn thôi, là bạn ấy mang lại một cái cảm xúc cho khán giả là rất đắm say trong hạnh phúc mà khi được yêu. Thì em làm rất tốt và em được đi tiếp. Em cũng được vào. Xin mời bạn Vi Anh. Em được vào vòng trong. Chúc mừng em. Thử thách cùng bước nhảy cả ba mùa đều có những vũ công belly dance. Và các bạn belly dance thì thường là làm những cái bài solo của mình ấy, bài các bài thi đơn đều rất rất là đặc biệt và ấn tượng. Và em cũng là một trong những người đấy. Nhưng ngược lại thì các bạn belly dance khi mà thích ứng sang các thể loại khác ấy, thì thường không được tốt lắm. Bạn nào cũng có lợi thế riêng của mình, nhưng mà belly dance thì gần như trong tất cả các thử thách đều không có sở trường của bọn em, nên bọn em phải cố gắng rất nhiều trong tất cả các thử thách. Nhưng mà thường ở trong các thử thách thì em không bộc lộ được cái cá nhân của em, nhất là cái bài nhóm vừa rồi em hoàn toàn không bộc lộ được cá nhân của em, cá tính của em. Em không đủ để được vào thẳng vòng trong. Em cần phải thực hiện thêm một cái thử thách quy định nữa để chứng tỏ bản lĩnh và cá tính của mình. Năm ngoái em vào đến đâu nhỉ? Năm ngoái em vào vòng đương đại ạ. Năm nay em nghĩ sao? Năm nay em lại nhảy chưa đã bằng năm ngoái ạ.
Và anh nghĩ là em nhìn nhận đúng đấy. Em thực hiện cái phần đương đại này không tốt. Vâng. Và nếu có mùa 4 thì anh sẽ hy vọng là được gặp em. Và em còn trưởng thành hơn nữa. Vâng, thì trước khi em đi thì em rất là ấn tượng với một bài phát biểu của một cô bé đến từ Hải Phòng. Và em cũng đến từ Hải Phòng. Và em xin lặp lại cái điệp khúc đấy ngày hôm nay. Và em muốn gửi tới tất cả những anh em vẫn đang ngồi trong khán phòng này. Keep on dancing!